Thưa quý vị, chiều nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đứng chân tại phường 11, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí trung ương địa phương và các cơ quan báo chí trong ngoài quân đội. Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát Biển Việt Nam. Trong năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhưng các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương, trong và ngoài quân đội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 trong các hoạt động tuyên truyền. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 cũng phối hợp tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí đóng tại địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tuyên truyền nhiều hoạt động của lực lượng quân đội nói chung, cảnh sát biển nói riêng. Trong đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thực hiện hơn 50 chương trình vì chủ quyền an ninh biển đảo, phối hợp sản xuất hàng chục tin, bài viết, phản ánh các hoạt động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ vững chủ quyền an ninh biển đảo trong các bản tin, trước ống kính, chương trình thời sự hàng ngày, phối hợp sản xuất và đạt 2 huy chương vàng liên hoan truyền hình toàn quân. Tại buổi gặp mặt báo chí mừng xuân Nhâm Dần 2022, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân, phóng viên, biên tập viên, các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội có nhiều đóng góp trong hoạt động tuyên truyền về cảnh sát biển.